Quý vị, các vị khách quý, toàn thể đại biểu và toàn thể nhân dân, từ đầu chương trình tới giờ, chắc hẳn chúng ta đã được thưởng thức những bài ca, những điệu múa, lời ca rất là hay, hấp dẫn phải không ạ? Và tôi tin chắc rằng một tiết mục tiếp theo chúng ta sẽ còn thấy hay và hấp dẫn hơn nữa. Xin mời quý vị hãy cùng hướng lên sân khấu để cùng đón một hoạt cảnh do các cụ dân anh thôn Lỗ Khê biểu diễn. Một tràng pháo tay thật lớn đón chào tiết mục hoạt cảnh của chúng ta. Cửa Đức Ông đây, bà có dám thề không? Kìa bà lôi tôi đi đâu thế này? Mà sao tôi lại phải thề ở bà? Thôi, bà đừng có giả ngô giả ngọng nữa. Bà nói gì, tôi không hiểu. Thôi mẹ đi. Để ý đến tiền nào. Nếu bà không có lòng tham, trước cửa Phật hãy thề cho tỏ tường hư thực. Bà ơi, khi ta đã nguyện bước theo ánh đạo vàng, tâm ta sáng trong chẳng mang đến danh cùng với lợi làm chi.
bước chân nương bóng Bồ đề, không gột rửa cho tâm mình trong sáng. Bà hãy tỉnh ngộ mà mở tâm mở dạ, thanh thản trong tâm, hết hằn học ngay mà. Bà đừng có mà ác khẩu ác tâm nhá, tôi đâu thèm đi hằn học với bà. Con sâu bỏ dầu nồi canh, nơi mà có kẻ cố tình không trọng tăng kính Phật thì khó lòng cầu thỉnh được tăng ni. Mà sao hôm nay bà phát tâm đột xuất thế? Chứ xưa nay có thấy bà công đức bao giờ? Hay lại có thủ mưu gì chắc? Này, bà đừng có mà đồng mồm độc miệng nhá. Tôi nói không sai đâu, rồi đấy mà xem. Đúng là cái đồ. Dạ, bạch thầy. Mô Phật, hai bà lại có chuyện gì phải không? Bạch thầy, bà ta mới thật giả mồm trộm tiền công đức ơi à, lại còn lu loa. Sao? Bà nói sao? Bà ấy trộm tiền công đức ư? Bà ta rất gian tham, con đề nghị thầy không nên cho bà ta hộ trì Phật Pháp nữa ạ. Chúng con không tin bà ta nữa đâu. Bà ấy xưa nay luôn thật tha, nhân tâm nhân dạ, trọn niềm tin theo ánh đạo vàng, cánh pháp lo toan, thấm mi quy, chẳng mi nề, thu bên chăm lo, xuống chùa máu hôi trong đổi thay. Vậy thì tại sao sinh như đến đi tham lam bởi vẹt, khó tin đi vội cùng Phật Pháp, không phải là người của làng. Họ ở ngoài vào, chắc gì họ đã thật tâm. Mô Phật, vậy thì thầy đâu phải là người ở đây. Thế gian chỉ có một Đức Phật, còn Phật tử thì ở khắp thế gian. Dù ở nơi đâu, cũng đều là con Phật. Hứa kính cẩn thành tâm, Ngài sẽ độ trì. Ta không nên đối xử phân biệt. Nhưng giờ đây bà ta đã làm điều vô sỉ. Ai biết được xưa nay lộc chùa thu về có được đủ hay không? A-di-đà Phật, khẩu nghiệp vô cương, hãy cẩn trọng khi không có bằng chứng. Thì mới sáng nay thôi, còn dâng tiền lên Đức Phật, ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ có mỗi bà ta. Vậy mà mắt trước mắt sau, 100.000 biến mất, chẳng thấy tâm hơi mỏi mắt kiếm tìm. Mô Phật, vậy là oan ức cho người ta rồi. 100.000 ấy chính thầy đã cất cho vào hòm công đức trước ban, tránh điều vô ý gợi lòng tham cho những người tâm còn vương vấn bụi. Sao? Chính tay thầy đã cất vào hòm công đức? Nhiều khi tiền của để hớ hênh là vô ý gợi lòng tham cho người khác đó, cũng là điều ta cần tránh bà ơi. Bà xảo này, thầy thấy trong mi lòng mì ba luôn có Phật tử chôn đi đây.
xảo này. Đến với cửa thiền, cốt ở cái tâm. Phật thánh chứng tâm, không chứng lễ. Tâm không sáng, lễ thời vô ích. Năng đến thiền môn, chẳng để làm gì. Đi theo người, hãy vứt bỏ lòng tham. Cố giành giật, mai sau ai mang theo được. Giữ tâm mình luôn luôn thanh tịnh. Bến giác mai sau mới thuần nẻo về. Dạ, dạ, con cảm ơn thầy đã chỉ đường dẫn hướng. Lòng con đây cũng thấy nhẹ hơi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Dạ vâng, qua hoạt cảnh vừa rồi, chắc hẳn cho chúng ta cũng đã cảm giác rất là những giá trị văn hóa và những điều răn dạy thông qua hoạt cảnh vừa rồi, phải không ạ? Dạ vâng, những món quà và những bó hoa tươi thắm đến từ trưởng thôn thôn Trân Lạc cùng với các cụ dân hương thôn Trân Lạc. Một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho các cụ ạ. Dạ vâng, bó hoa tươi thắm của gia đình cụ Lan dành tặng cho các cụ ạ. A Di Đà Phật ạ. Kính thưa ban tổ chức cùng toàn thể các Phật tử, hôm nay rất vinh dự dân em chúng em được về đây để dự lễ hội chùa mà được tham gia những tiết mục văn nghệ. Tuy nó cũng không được độc đáo lắm, nhưng được rất nhiều những cái động viên của ban lãnh đạo rồi của các Phật tử, thì chúng em cũng không biết nói gì hơn hết. Chỉ biết là có một lời cảm ơn và chúc tất cả ban lãnh đạo, ban tổ chức cùng toàn thể các Phật tử thập phương một sức khỏe bình an. Và chúng em xin sẽ cố gắng nữa. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Thế mà ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn tới các cụ dân anh thôn Lỗ Khê. Chúc cho các cụ luôn có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc cho mối gắn kết, những truyền thống văn hóa giá trị lâu đời giữa hai quê hương Trân Lạc và Lỗ Khê sẽ ngày càng mãi mãi được gắn kết và phát triển ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị.